có mủ ở vết mổ, sưng to và lệch dị thường. Nguy cơ mũi bị nhiễm trùng cao khiến cho chị Lan Hương vô cùng lo lắng. Mình xui thì mình chịu, cũng rất là ngại vì bạn bè rồi gia đình mà định kiến gia đình chị biết rồi. Đấy, nó rất là khó. Và ôi con này đã xấu thì cứ để xấu luôn thế đi đấy. Em khắc phục bằng cái là em cũng vào hẳn bệnh viện. Em thì người ta có khuyên là lấy hết tất cả chất liệu ra. Do ham rẻ, vì theo combo khuyến mại khi vừa độn cằm, nâng mũi lẫn bơm mỡ tự thân thì sẽ được giảm giá nhiều, nên chị đã liều mình. Khó ai có thể tin được rằng đôi mắt đang bị nhiễm trùng, co cơ, khô giác mạc này là hậu quả chỉ sau một lần nhấn mí. Chị Bảo Lâm đang đứng trước nỗi lo bị giảm hoặc mất thị lực nếu không xử lý được biến chứng nhiễm trùng. Sau 6 ngày thì tôi thấy mắt tôi bị mủ, tôi thông báo với Thanh là mắt tôi có mủ. Thì chị Thanh nói với tôi là không sao đâu, cứ nặn hết ra đi cho nó khô. Đến bệnh mắt trung ương khám và viện 108 khám thì bác sĩ đều kết luận là mắt tôi bị nhiễm trùng nặng, bị loét vết mổ và bị hở mi, gây khô giác mạc. Chỉ vì quá tin tưởng ở những lời hứa hẹn của chị Thanh, chủ cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội, mà chị Bảo Lâm đã đồng ý tiểu phẫu nhấn mí mắt. Nhưng đến lúc lên bàn mổ thì mới tá hỏa ra khi biết rằng người đang làm cho mình là một học viên chưa qua trường lớp chính quy nào. Hiện nay, việc phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở chui đang để lại nhiều hệ lụy cho khách hàng. Như trường hợp nâng ngực này cũng đang để lại nhiều biến chứng, khiến nạn nhân vô cùng đau đớn khi phải tháo bỏ.